Rạng sáng ngày 21 tháng 4, tổ công tác số 3 của lực lượng 911 Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện đối tượng Đoàn Ngọc Hải, 53 tuổi, trú huyện Hòa Vang, trong cốp xe có tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ là một roi điện có công suất 6.000 V và một thiết bị đánh tia lửa điện. Làm việc với cơ quan công an, Hải khai nhận mua roi điện từ một người bạn với mục đích phòng thân. Đáng nói hơn, công suất của roi điện trên rất lớn, có khả năng sát thương cao.